Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em phần lý thuyết của cái bài 11 phân tích một cái số nào đó ra từ số nguyên tố. Thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là rẽ nhánh, cách thứ hai đó chính là theo cột ha. Và một cách nữa, một tí nữa thầy sẽ chia sẻ cho em cái cách bấm máy tính một số bất kỳ cực kỳ lớn luôn bằng máy tính để ra. Thì tí thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các em và quý phụ huynh trên cái máy này luôn nha. Ok chưa nào? Nghe vị hấp dẫn đó. Thầy sẽ làm cho em bài số 1. Bài số 1. Phân tích các số sâu ra từ số nguyên tố. Trong trình học thì các em nhớ đăng ký kênh, nhấn cái chuông nhá. Like, comment, tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy em nha. Phân tích các số sâu ra từ số nguyên tố ở đây 45, thầy sẽ làm kỹ ở cái bài 45 theo rất nhiều cách. Nhưng mà bắt đầu từ 78, 270 và 299 thì thầy sẽ làm một cách và ghi kết quả ra luôn cho em nha. 45 này, cách 1 này. 45 thì chúng ta có thể phân tích ra trở thành là 5 nhân 9. 9 này chúng ta phân tích trở thành là 3, 33. Như vậy thì 45 thì sẽ bằng 3 nhân 3 nhân 5 thì sẽ bằng 3 mũ 2 nhân 5. Đó là cách 1. Được không nào? Thầy cũng làm đầy đủ, gọi là cách rẽ nhánh ấy, cách 2. Nghĩa là các em chỉ chọn một cách để các em làm thôi nha, chứ đừng có làm nhiều cách quá là cũng không nên. Cách 2 thì theo cột dọc này, 45. Đầu tiên các em theo thứ tự thì chúng ta phải chia cho 2, nhưng mình chia 2 không được thì chúng ta phải chia mấy? Chia 3. Chia 3 ở đây sẽ bằng mấy các em? Bằng 15. Chúng ta tiếp tục chia 3, ở đây bằng 5. Tiếp tục chia 5, đây bằng 1. Đúng không nào? Như vậy thì ở đây 45 sẽ bằng 3 nhân 3 nhân 5 thì kết quả ở đây sẽ bằng 3 mũ 2 nhân cho 5. Đây là cách 3 này. Bấm máy để mà bấm máy tính để mà đối chiếu kết quả nha. Cái này là khuyến khích là chỉ có kiểm tra kết quả thôi, kiểm tra thôi nha. Kiểm tra kết quả thôi. Thì bây giờ chúng ta bấm này. Ta lấy bấm này 45. Ta bấm dấu bằng. Sau đó bấm thầy biểu tượng độ này nè. Độ phẩy 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 này. Nha, thì nó sẽ ra được bằng. Như vậy các em nhìn nè. Nhìn đây. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm 45. Ta bấm dấu bằng. Đây. Thấy chưa? 45 bấm dấu bằng. Các em thấy cái rõ không nhỉ? Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bấm shift. Shift này, phím shift này. Hồi nãy thầy quên ghi bấm shift ở đây này nha. Thầy ghi là này, 45 này, bằng này, shift. Rồi bấm cái độ này, độ phẩy 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 này. Đây, bấm phím shift thấy S không nè. Sau đó bấm cái độ độ này, thấy không, độ phím độ này. Đó, thì nó tự cho cái em kết quả là bằng 3 mũ 2 nhân 5. Được chưa, thầy nói lại này, bấm 45 này. Sau đó bấm dấu bằng, bấm shift, bấm cái độ nè, thì nó sẽ ra. Em thấy rõ không nè? Ok. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra một số cái bài, những số rất là lớn, rất là hay ha. Rồi ok, thầy sẽ làm cho em một cái câu nữa là 78 nha. 78 thì sẽ làm theo cách cột thôi. Được nè, 78. 78 đầu tiên chúng ta sẽ chia 2. 39 chúng ta sẽ chia 3. Đó bằng 13. Ok, như vậy 13 chia 13 bằng 1. Như vậy chứng tỏ 78 này sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 13 này. Như vậy bây giờ chúng ta kiểm tra ở trên máy tính luôn. Nha, 78 bằng shift độ này. Thấy chưa? Rất là hay đúng không? Biết sử dụng máy tính Casio nói chung là có rất là nhiều cái lợi em. Sau này thì đường nào mình học, nhưng mà mình phải biết các cách phân tích ra trước, chứ không phải làm dùng máy tính. Máy tính chỉ mang tính chất để kiểm tra thôi, chứ không phải là ấy ha. Bây giờ 270. 270 sau khi game phân tích thì nó sẽ bằng là 2 nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 5 thì sẽ bằng 2 nhân cho 3 mũ 3 nhân 5 game nha. Nghĩa là bằng 10 nhân 27 đấy. 27 thì bằng 3 mũ 3. Đây bấm máy tính luôn cho em xem nè. 270 bằng shift. Được không? Ok chưa? Rất là chính xác rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. 299. Thế này theo em chia bao nhiêu nhỉ? Chia cho 13. Kết quả bằng 23 này. Thử bấm ở trên máy tính xem đúng hay sai nha. 299 bằng shift. Rồi, đây. Ok chưa?
Ta đi sang là câu số 2 các em nhé. Câu số 2. Ta đi sang là câu bài 2A các em. Ở đây người ta cho em biết là 400 thì bằng 2 mũ 4 nhân 5 mũ 2. Hãy viết 800. Các em thấy này. Vì ở đây 800 á, thì bằng gì? Bằng 2 nhân cho 400. 400 thì bằng cái này. Nên ta thế vô. Nên 800. Bây giờ 400 thì sẽ bằng là 2 mũ 4 nhân cho 5 mũ 2. À, chúng ta còn nhớ công thức là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số A mũ M nhân A mũ N thì bằng A cơ số A lại lấy M cộng với N. Như vậy thì ở đây em thấy ở đây cơ số 2, đây cơ số 2. Ở đây người ta không biết nghĩa là mũ 1. Mũ 1 nghe em lấy 1 cộng 4 là như vậy đây người ta sẽ viết thành 2 mũ 5 nhân cho 5 mũ 2. Xong. Vậy 800 sẽ bằng là 2 mũ 5 nhân cho 5 mũ 2. Hiểu không nào? Hiểu chưa? Tiếp tục. Câu B. Người ta cho em biết là 320 thì bằng cái này. 3200. Như vậy thì vì này. Kim thấy 3200 á thì cái phải là bằng 10 nhân cho 320 không? Đúng không? Bây giờ thế thôi. Nên 3200 10, số 10 này thầy sẽ tách trở thành là 2 nhân cho 5. 2 nhân 5 thì bằng 10. Có đúng không? Riêng cái bản thân 320. 320 thì thầy sẽ viết trở thành là 2 mũ 6 nhân cho 5. Các em hiểu chưa? Tại sao ra như vậy? Hiểu chưa nào? Như vậy 2 nhân 2 mũ 6 thì cái này chúng ta sẽ viết trở thành 2 mũ 7. 5 nhân 5 thì bằng 5 mũ 2. Vậy 3200 sẽ bằng là 2 mũ 7 nhân cho 5 mũ 2. Bây giờ kiểm tra trên máy tính luôn nha. 3200 bằng shift. Thấy không? Đúng chưa? Rồi. Được không? Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 3. Cũng theo cách làm đó thì chúng ta sẽ làm bài số 3, câu A. Biết cái này. Hãy viết 270 và 900 thành tích của các thừa số nguyên tố. Phải nào? Thì bây giờ này, vì này. 270 mà đây 2000 2000 bao nhiêu? 2700. 2700 thì bây giờ thầy tách ra, trong đây nó sẽ có cái số 270 thì thầy tách ra trở thành là 10 nhân 270. Chứng tỏ cái số 270 này các em sẽ lấy cái số này chia cho anh đây. Chia cho 10 này. Mà 10 này chúng ta sẽ viết trở thành là 2 nhân 5. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 270 sẽ bằng là 200 thay là 2700 chia cho 10. Đúng chưa? Ok, như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 270. Chúng ta tận dụng cái người ta cho này, 2 mũ 2 nhân 3 mũ 3 nhân 5 mũ 2. Ở đây các em chia cho 10 thì bằng 2 nhân 5. Như vậy 270 này 2 mũ 2 mà chia cho 2 thì bằng 2 mũ 1 nghĩa là bằng 2. 3 mũ 3 ghi lại. 5 mũ 2 chia cho 5 thì bằng 5. Xong. Kiểm tra này. Bằng shift. Đó. Thấy đúng chưa? Đúng cái kết quả của thầy tìm ra chưa? Nhưng mà nó có cái lý do như vậy. Để cho nào. Câu A. Câu A chỉ mới một ý này thôi. Tiếp tục bây giờ 900 đúng không? 900 thì bây giờ chúng ta sẽ tách. Vì 2010 thì sẽ bằng là 900 nhân cho 3. Đúng không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 900 này. Tại vì mục đích chúng ta là đi viết là viết số 900 mà. Sẽ bằng 2700 chia cho mấy? Chia cho 3. Bây giờ chúng ta thế vô. Thằng này á thì sẽ bằng là ban đầu người ta cho là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 3 nhân 5 mũ 2 chia cho 3. Chia thì lấy số mũ trừ ra thôi. Nhưng mà thì 900 thì chỉ số 3 thôi, còn hai thằng này ghi lại giống nhau rồi, 2 mũ 2 ghi lại này. 3 mũ 3 chia cho 3. 3 mũ 3 chia 3 mà đây chính là mũ mấy? Mũ 1. Chứng tỏ là còn lại 3 mũ mấy? 3 mũ 2 nhân cho 5 mũ 2. Không tin thì bấm máy tính nha.
900 bằng ship. Thấy chưa? Thấy đúng chưa? Rồi. Ta đi sang câu B nha. Câu B. Ở đây chúng ta sẽ tách ra, trong đây miễn sao nó phải có số 180 đúng không? Như vậy thì 3600 bây giờ nó sẽ bằng là 1000, thầy nói 180 nhân ra nhiêu em? Nhân 20 đúng không? Nên từ đây thầy suy ra là 180 này sẽ bằng là 3600 chia cho 20. Đúng không? Bây giờ chúng ta thế vô. 3600 người ta cho này, 2 mũ 4 nhân 3 mũ 2 nhân 5 mũ 2. 20 thì bằng 4 nhân 5. Cái số 20 này này em, thầy nói nhanh này, 20 thì bằng 4 nhân 5, đúng không? Đây. Số 4 này thầy sẽ viết trở thành 2 mũ 2 nhân 5. Chứng tỏ 20 này thầy chỉ thế bởi 2 mũ 2 nhân 5 nha. Như vậy đây là 2 mũ 2 nhân 5. Lấy 2 mũ 4 chia 2 mũ 2, lấy 4 trừ 2 thì bằng ở đây vẫn là 2 mũ 2. 3 ghi lại. 3 mũ 2 ghi lại. 5 mũ 2 chia cho 5 thì bằng 5 mũ 1. Xong. Chắc chắn là kết quả chúng ta kiểm tra là chính xác trong đó chứ không thể nào sai được. Được không nào? Ok, bây giờ thử kiểm tra thử đi. Cứ thử thử cho không thì bảo ông thầy ông làm sai sao? Ai tin ổng được? Chỉ có máy tính báo thôi đó. Đúng không? Đúng chưa? Ok chưa? Tiếp tục. Bao nhiêu nữa? 3600 bây giờ tách ra bao nhiêu? 600 à? Chứng tỏ 600 nhân với mấy? Nhân 16 phải không nè? Từ đây chúng ta suy ra 600 sẽ bằng 3600 chia cho mấy? Chia cho 6. Ghi ghi lại 600 nè. 2 mũ 4 nhân 3 mũ 2 nhân 5 mũ 2 ở đây chia 6. Số 6 này chúng ta sẽ tách ra trở thành là 2 nhân 3. Được không? Nghĩa là người ta phải đưa về tất cả đều là số nguyên tố hết. Bây giờ này, 2 mũ 4 chia cho 2 thì tất cả là bằng 2 mũ 3. 3 mũ 2 chia 3 thì bằng 3 mũ 1 thì nó chính là 3. 5 mũ 2 đây ghi lại. Xong. Không tin kiểm tra luôn. 600 nữa. Bằng ship. Đó, thấy chưa? Dúng chưa? Thấy cái dúng không em? Dúng quá, dúng quá chứ. À. Như vậy thì chứng tỏ là kết quả của thầy làm ok, không phải sai ha. Rồi, ta đi sang câu số 4 nha. Các em nghe hiểu không? Rồi. Bài số 4 em. Chỉ ra hai số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố. 3 ước nguyên tố em nha. 3 ước nguyên tố ví dụ như là số 2, số 3, số 2, số 3, số 5. Ví dụ như thế. Thì ở đây tích lại 2 x 3 6 6 x 5 30. Như vậy thì đây này, số đầu tiên thầy tìm được đó chính là số 30 này. Hai số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố. Cái số nhỏ nhất mà chúng ta có thể tìm được đó chính là số 30. Trong đó có 3 ước, đó chính là 2, 3 với lại 5. Được không? Cái số tiếp theo chúng ta tìm được đó chính là số 385. Nha. Đấy, 385. Ok. Ước gì thì em có thể tìm được. Đây này. Nhìn này. Cái này là làm dùng máy tính rồi. Bằng ship. Đó. 3 ước nguyên tố của nó đó chính là 5, 7 và 11. Nếu mà giáo viên có hỏi tại sao em biết, tại vì cái số 385 này nó chỉ có 3 ước nguyên tố, đó chính là 5, 7 và 11. Ok. Hiểu chưa nào? Ta sẽ đi sang ở cái bài số 5, bài cuối cùng. Người ta yêu cầu em là phân tích số 84 ra từ số nguyên tố rồi tìm tập hợp ước của nó. Số 84 phải không? À, bây giờ chúng ta có thể phân tích ở ngoài nhát theo cột dọc hay là chúng ta bấm máy tính nhìn thầy cho nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ chia mấy? Chia 2. 84 chia 2 thì đây sẽ bằng 42. Chia 2 tiếp bằng 21. Tiếp tục chia 3 bằng 7.
Tiếp tục ở đây là 7 là 1. Được nè, chứng tỏ 84 này chúng ta viết trở thành là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 7. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước của 84. Như vậy ước của 84 sẽ bằng, chắc chắn sẽ có số 1, sẽ có số mấy nữa, số 2, số mấy nữa, số 3, số mấy nữa, 2 mũ 2 thì bằng 4, đúng không? Tiếp tục, có 6 không? Có, 2 x 3 bằng 6, có 7 không? Có. Có 12 không? Có. 14, bao nhiêu nữa? 21, 28, 42, cuối cùng là 84, được chưa? Đó. Vậy thôi. Được nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chỗ đây thầy lỡ viết chữ ước, ở đây các em ghi dùm thầy ước của 84 là như thế. Viết hình dạng tập hợp như vậy cũng được nha. Chứ không, tại vì ở cái bài 12 các em được học ước mà. Được chưa? Ok, bye em nha.